bác sĩ dơ cao lên. Bấm chưa thầy, bấm chưa? Thầy bấm chưa? Bác sĩ đứng trên xe ô tô không được quay. Lực lượng phát cờ là không chỉ nghe lời hát để không chỉ phát, không có nhìn nhau là không phải suốt ngày là lần nhau. Đây chuẩn bị. Cờ dơ cao, thành ra. Dòng ra. Phải có cân nước nó có đi vào, đâm vào. Cờ công chí không hạ xuống, cầm đi ra ngoài, cầm dơ lên đi ra ngoài chứ không phải là hạ cờ xuống đi. Thành ra, thành ra. Nhẹ nhàng thôi. Lòng ơi, lòng bên này là bằng ra ngoài các bạn anh ơi. Bên phải này. Lòng bên phải đi vòng đi ngoài. Đấy, đi hẳn nữa là hẳn ra ngoài. Các bạn đi hẳn hút dưới quên. Thế bằng dọc nhá. Để tí được bằng bao ra.
tôi đồng ý xếp nằm xuống hai bên sẵn để tí ra không được xuất hiện ở sân khấu. Hiện nay là hai cái đội hát là mặt là nhìn xuống hết rồi. Tốt là thắng tốt đấy, là thắng là phê tốt đấy. Lớp học công chí phải học cho nó công vào nhá, học nhiều động tác vào. Công chí giáo viên mà để huấn luyện nhiều nội dung nhiều động tác vào, không thể đứng một chỗ nhá. Dùng lên lên đi, dùng lên lên đi. Lên, đúng rồi, dùng lên. Lên. Đúng rồi, chào. Bắt đầu giữa là nhớ cái động tác hạ từ nhá, nhớ động tác hạ từ xuống. Nguyên nắm chặt chặt tay vào tiếp à, phải chưa luôn dập trên tay chưa luôn, tất cả những người cố lên dập chân xuống luôn cho nó không khí luôn. Em mời cái lớp học bên trái này, lớp học bên trên này, lúc này thì nó đứng chấn rồi, em phải cho tập để cứ thế đứng, không có ngồi nữa. Ngồi đằng sau em thấy nhìn nó bật lập. Hai cái khối sau ấy, hai cái khối học đằng sau này, có thể đồng chí cho đi cắt xéo qua đi đằng sau cái hình đằng cuối này này. Thực hiện đi nhiều bài chỉ được cứ ngắt ngang sau là đi lại. Có đi lên cái khối bên dưới ấy, không có khối tập của bên dưới này cho đi đi từ ngũ đi cứ đi 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 trước đi đổi bên sau tí nữa lại đổi lại. Đi vào,
Chạy về. Chạy đảo bước tiếp về. Tiếp. Kéo dây con chim cúi thấp người xuống, có cái độ năng vào. Nhấp nhô người đi, nhấp nhô bước, nhấp nhô người nó độ năng vào. Thế đồng chí Hoàng nhắc cái khối pháo bên bên trái của đồng chí Hoàng đấy. Lúc vào là phải mang cái dây vào, chiều nay là vứt dây ở ngoài. Con chim nhèo đò, con chim nhèo sâu, sâu động tác vào. Đau một chút rồi, phải sau nó có sâu người vào. Sâu sâu động tác vào rồi thôi, lắc nhẹ đấy. Đẩy cái trước sâu vào, rồi sau sâu vào. Đi khối pháo ở bên phải em phải cho chuyển tay nhá, có cái động tác đảo tay. Khi vào là các em phải mang dây cái pháo vào nhá, không vứt ở sân. Thank you.
khối ra em ơi, hai cái khối hành quân, cái khối nào tách khối ra cái khối cuối vào nhau đấy, cách nhau 7 mét đi. Gặp nhau rồi, vào gặp nhau đi, tay rất là mừng đi. Rồi. Lên đi, ba người hai bên lên đi. Ba người hai bên ngồi xuống, ngồi xuống. Đi vào, vô vào đi. Vô vào, vô cũng đi vô cổ. Vô vào. Còn quân nào tiến vào nào, hai cái ba lô đầu là cắt kho le nhau nhá, không phải cắt cùng một lúc mà che đấy, bên kia chạy qua sang bên này mới chạy. Với chiến đấu là có biển động, sau đó mới đi hy sinh nhá. Đứng cạnh quay đầu, đứng ra vào, khách vào, đứng để ở ra. Nghe mời đứng gọn vào đi, quay đầu, đứng sâu quay đầu hoặc vào đi. Cánh em đứng giữa xanh em ơi. Giữ cột cờ nha, nhớ vào. Thank you.
vải đỏ rung lên. Rung lên, rung mạnh dần đi. Đây là những giọt máu đang chảy. Rung lên, rung lên. Tất cả cùng rung lên. Tao hình ở dưới hình kết nhạc, tôi xuống nhá. Thầy Phan Lô, thầy Phan Lô, thầy đầu tiên là có cái động tác chặt chẽ nhé, dùng tay mình thể hiện cái động tác chặt các em ở cánh ga ấy, trước khi vào các em đứng thật đội hình và ngồi xuống, không đứng như thế. Ở hai bên trước khi vào ấy, hai bên cánh ga trước vào là công chí thành đội hình, công chí ngồi xuống, công chí chờ đứng thế thì đằng sau ai xem nữa. Thank you.
đứng lên, 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 rồi chuyển sang bài tiếp. Dâng ra, dâng ra, lên ra, lên ra, hãy vui đi. Cứ tập tâm lên, cứ tập tâm hiểu hoa thôi. Thôi lắm, một vòng nữa, dâng một vòng nữa, dâng hai vòng nữa đi. Let's do it. Do it. Hit it. Let. Do it. Put that. Put that. Put that. Wow. Put that. Oh, it ain't. Chuẩn bị đây, đông chân đi qua đây, dẫn cao lên thành đuôi, chuẩn bị.
chào chào bây giờ chào cái thứ gì nào.